Thì đây là cái máy Chura A1, nó là cái máy pha cà phê tự động hoàn toàn và nó chỉ có pha ra cà phê espresso thôi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em. Trước tiên về thiết kế thì mình rất là thích cái máy này bởi vì cái thiết kế rất đơn giản của nó nhưng mà cũng rất là hiện đại của nó. Cái màu mình xài là cái màu piano white, nó còn có một cái màu đen bóng, nó gọi là piano black nữa đó. Và mình thích cái màu trắng này với cái thiết kế đơn giản hiện đại này đặt ở trên một cái tủ bằng gỗ như là mình đang đặt như vậy đó. Về cái chức năng cũng như là những cái cấu tạo của nó thì mình sẽ giới thiệu như sau. Trước tiên là nó có một cái vòi để ra cà phê. Cái máy này nó chỉ có một cái vòi duy nhất, không giống những cái máy pha cà phê có thể pha sữa hay là rửa tùm lum tà la gì hết. Nó chỉ có một vòi duy nhất là cái vòi này thôi. Và cái vòi này nó có thể nâng lên nâng xuống được ở những cái thứ khác nhau, để anh em có thể để những cái ly nhỏ và espresso, hoặc là anh em có thể để những cái ly lớn hay những cái bình nước bỏ vào đây. Đó. Bên dưới đây thì chúng ta có một cái khay để cho những cái nước thừa hay là những cái nước mà cái máy nó tự động nó vệ sinh ấy, nó chạy xuống đây. Và cái khay này chúng ta cũng có thể lôi ra để chúng ta đi vệ sinh hoặc là chúng ta đi đổ cái bã cà phê được thải xuống đây. Và cách vậy như vậy. Em nhớ rằng là khi mà chúng ta lấy cái khay này ra, chúng ta vệ sinh hay chúng ta đổ nước đi ấy, thì chúng ta đừng có tắt máy. Bởi vì để máy nó vẫn bật thì cái cảm biến nó hiểu được chúng ta lấy ra và bỏ vô nó mới hoạt động lại. Bên trên này thì chúng ta có một cái logo Chura ở đây. Nếu mà anh em tìm hiểu nhiều về máy cà phê hoặc anh em biết nhiều về máy cà phê thì anh em sẽ biết là Chura là một cái hiệu nổi tiếng. Rồi, bên trên này thì nó là một cái mặt phẳng. Chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị ở đây với những cái biểu tượng màu đỏ. Khi nào chúng ta cần biết cái thông tin gì thì cái máy nó sẽ hiện lên cho chúng ta biết. Bên này nó có một cái nút tắt mở, chúng ta bấm cái nó sẽ mở lên. Cái máy này là máy tự động, do đó là khi mà anh em bật cái nguồn lên thì anh em chỉ có chọn hai lựa chọn thôi. Một là anh em chọn 6 gram cà phê hay là 10 gram cà phê, nó ở cái biểu tượng 1 hạt và 3 hạt cà phê. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa tỷ lệ cà phê được pha ra, tức là tỷ lệ giữa nước và cái bột cà phê. Thì ở cái ly nhỏ nhất, tức là cái ly họ gọi là ristretto, tức là tiếng Ý, tức là với tỷ lệ 1:1, tức là bao nhiêu cà phê thì sẽ ra bấy nhiêu cái tỷ lệ nước cà phê tương ứng. Còn tiếp theo đó là espresso và coffee. Thì espresso tức là cái tỷ lệ khoảng 1:2, tức là một lượng cà phê cộng với nước để ra một cái hỗn hợp tổng hợp là 2 lần. Và cuối cùng là cái coffee thì nó là 1:3, tỷ lệ 1:3. Đó là cái lựa chọn như vậy. Tức là nhưng mà tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng lâu ngày, chúng ta biết là chúng ta muốn cái tỷ lệ nào, do đó là phần còn lại gần như là chúng ta không có lựa chọn cái lượng cà phê nữa, mà chúng ta chỉ lựa xem là uống ly lớn ly nhỏ thôi. Ở dưới cùng thì chúng ta có chỗ để mà đựng cái bình nước. Thì cái bình nước này nó có dung tích là 1.1 lít, thì anh em có thể pha được khoảng chừng 7, 8, 9, 10 ly gì đó, tùy lượng anh em uống. Thì chúng ta gần nhắc lên đó, đi đổ nước vào và sau đó bỏ vô. Thì anh em lưu ý rằng là cái nước mà anh em dùng phải là nước tinh khiết, chứ đừng có lấy cái nước ở vòi hoặc là cái nước mà kiềm hay gì đó. Tuy là bên trong cái khay nước đó nó có một cái bộ lọc, nhưng mình vẫn khuyên anh em dùng cái nước đã được lọc sẵn, tức là nước tinh khiết. Tiếp theo là cái khay cà phê. Khay cà phê đựng hạt cà phê thì nó đựng được 125 gram hạt cà phê. Và anh em nhớ rằng là chỉ có bỏ hạt cà phê, không bỏ nước, không bỏ bột cà phê vào trong cái khay này. Ở cái khay nó có một cái nắp có thể nhìn xuyên được để anh em có thể hình dung được là cái lượng cà phê nó còn như thế nào. Rồi bên trên cái khay đựng cà phê nó còn có một cái chỗ để anh em có thể bỏ cà phê xay sẵn vào trong đây. Thì với cà phê xay sẵn thì chúng ta có thể bỏ vào được một ly, một cấp. Thì cái này những bạn nào pha cà phê sẽ dùng một cấp cho chuẩn, bỏ vào đây không nhiều hơn. Ở bên phải đó là cái nơi mà anh em có thể chỉnh được cái độ mịn của hạt cà phê. Trong cái máy Chura A1 này nó có cái máy xay mà theo công nghệ của Chura nó gọi là cái Aroma G3. Thì chúng ta sẽ điều khiển cái máy Aroma G3 đó trong chỗ này. Tức là chúng ta muốn xay ở cái rất là mịn cho đến rất là thô. Thì ở đây nó có tổng cộng là 5 cái mức khác nhau. Và anh em nhớ rằng là đây là cái máy pha espresso, do đó là tốt nhất anh em để nó ở cái mịn nhất đó. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng anh em có thể thử những cái kích thước khác nhau, bởi vì mỗi một kích thước hạt xay ra nó sẽ cho ra một cái độ cà phê khác nhau. Chúng ta thích kiểu gì chúng ta chọn kiểu đó cho đúng. Ở đây mình chỉnh ở đây. Mình nói chút xíu về cái công nghệ Post Extraction Process, tức là PEP của cái Chura One này. Thì đó là cái công nghệ độc quyền của Chura, nó làm cho nước nóng với cái áp suất
để đi qua cái hạt cà phê đã được xay trong một cái thời gian rất là ngắn để nó chiết xuất ra được cái cà phê tinh khiết, để khi chúng ta uống vào nó có cảm giác và nó có chất lượng giống như là cái cà phê pha bằng máy chuyên nghiệp. Thì đó là công nghệ độc quyền của Jura, cái máy này được trang bị. Bên hông này thì chúng ta sẽ có một cái phần tản nhiệt gì đó nằm ở đây, cũng là một cái cách điệu cho thiết kế để nhìn nó bớt giản dị hơn. Đây là một cái máy pha cà phê tự động hoàn toàn đó, và nó là một cái máy nhỏ, nó phù hợp với lại những anh em thích uống cà phê ở nhà, nhà một hoặc là hai người thích uống cà phê thì dùng nó được. Nếu mà nhiều người quá thì nó sẽ hơi khó khăn, bởi vì là chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều nước hơn và chúng ta cần phải thay nước này nọ. Do đó là mình nghĩ khoảng 2-3 người hay ít hơn là ok. Hoặc là cái văn phòng thích uống cà phê nguyên chất, thích uống cà phê espresso mà ít người thì cái này vẫn đáp ứng được. Về chất lượng thì hiện tại mình dùng cái loại cà phê giống như loại cà phê ở trên cà phê tinh tế, mà trên cà phê tinh tế thì xài một cái máy espresso bự hơn, chuyên nghiệp hơn, và mình so chất lượng giữa cái máy này với cái máy ở trên cà phê thì mình thấy rằng là nó gần như là tương đương, không cảm nhận được nhiều sự khác biệt. Do đó là mình đánh giá cao cái chất lượng của cái máy này. Về cái thời gian mà nó từ lúc các bạn bật lên á, cho đến lúc hoàn thành một ly cà phê thì mình đo được nó sẽ khoảng chừng 1 phút rưỡi. Tức là anh em bật lên, anh em chọn, anh bỏ ly vào và anh đợi 1 phút rưỡi thì lúc đó nó đã có cà phê cho uống. Thì tốc độ rất là nhanh, thì nó đòi hỏi những công nghệ xay và những công nghệ pha mà Jura trang bị cho nó. Về cái tiếng ồn á, thì mình thấy rằng là khi mà bật máy lên mình đo thì tiếng ồn nó khoảng chừng 63-64 decibel, chút xíu thôi. Sau đó là đến cái lúc mà nó làm cà phê á, thì nó chỉ khoảng chừng dưới 60, 51 cho đến 53, 57 decibel. Thì mình nghĩ rằng là cái độ ồn như vậy là chấp nhận được. Cái máy này mình thấy ở Amazon Mỹ bán giá khoảng chừng 800 đô, thuế đến khoảng chừng gần 900. Và Việt Nam thì mình có thấy một số nơi đang khoảng chừng 30 mấy triệu. Thì nếu mà anh em ghiền cà phê và anh em thích một cái thương hiệu rất là xịn như là Jura làm ở Thụy Sĩ và một cái kiểu dáng như vậy thì đó là một trong những lựa chọn khá là tốt. Tuy nhiên anh em nhớ rằng là đây cũng là một cái máy độc, do đó nó mắc bởi vì nó chỉ có pha espresso thôi. Còn những cái máy nhỏ nhỏ khác đôi khi nó có rất là nhiều tính năng khác.